Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Lý do hiệp sĩ nổi tiếng Bình Dương nộp đơn xin nghỉ đội phòng chống tội phạm. Anh Nguyễn Thanh Hải, một hiệp sĩ nổi tiếng chuyên săn bắt cướp ở Bình Dương, bất ngờ nộp đơn xin nghỉ tham gia vào đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lý do anh Hải đưa ra là do người dân khắp nơi cầu cứu nhưng bị giới hạn phạm vi hoạt động. Hôm nay, ngày 13 tháng 10, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết anh vừa gửi đơn xin nghỉ công tác tại đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Anh Hải cho biết để đưa ra quyết định trên đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh Hải thậm chí còn mất ngủ nhiều đêm và đưa ra quyết định nộp đơn xin nghỉ công tác tại phòng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Lý do được anh Hải đưa ra là do có rất nhiều nạn nhân ở khắp nơi, địa bàn làm việc của các tỉnh trong cầu cứu. Tuy nhiên, với quyền hạn của anh thì không thể hoạt động ngoài phường Phú Hòa. Anh thậm chí đã nhiều lần bị viết bản kiểm điểm vì tội đi bắt tội phạm ở địa bàn không phải phụ trách. Tôi làm việc không phải vì lương, là hiệp sĩ, tôi cũng như người dân bình thường như bao người dân khác. Tôi thực sự không thể chịu nổi cái người dân gặp nạn, tìm đến cầu cứu mình chỉ đứng nhìn với lý do không phải địa bàn phụ trách. Với việc tôi nghỉ ở đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa không do bất kỳ lý do nào khác, ngoài việc muốn giúp đỡ người dân nhiều hơn, anh Hải nói và cho biết thêm. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống tội phạm đề nghị khi anh tham gia bắt cướp phải báo cáo về việc được rồi mới được hoạt động. Khi đuổi bắt cướp trên đường thì không có thời gian báo cáo, nếu báo cáo thì ít cơ hội bắt được cướp. Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng khẳng định anh nộp đơn nghỉ việc không phải là giải nghệ mà muốn có không gian rộng hơn nhằm hỗ trợ được nhiều người dân hơn. Anh Hải bày tỏ, người ta nói tôi thích chuyện bao đồng, không sai đâu. Tôi thích làm điều đó bởi tôi muốn nhìn thấy những người gặp nạn được hạnh phúc khi được sự giúp đỡ. Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa cho biết, sau khi nhận đơn của anh Hải, đã có cuộc làm việc với các đơn vị và thống nhất giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.